Trong không gian vô cùng sang trọng, tiệc trà chiều trước thềm triển lãm Gucci High-End đã diễn ra vô cùng thân mật và tràn đầy hoa. Với sự hội ngộ của bốn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, siêu mẫu Thanh Hằng, siêu mẫu Lan Khuê và hoa hậu Hương Giang, đây cũng là lần đầu tiên bộ tứ xuất hiện cùng nhau sau công bố Lan Khuê là mentor thứ tư của The New Mentor. Vốn là những nghệ sĩ người mẫu tài năng, bộ tứ mentor xuất hiện đầy nổi bật khi khoác lên mình những bộ cánh xa xỉ trong bộ sưu tập của Gucci. Ngày hôm nay khi có mặt tại buổi triển lãm Gucci High-End thì mình rất là choáng ngợp bộ trang phục, những phụ kiện cũng như là những chiếc túi xách được trưng bày tại đây. Mọi thứ nó rất là hợp với nhau, làm cho cái cảm xúc của Khuê khi mà bước chân vào đây mình cảm thấy nó rung động bởi vì cái đẹp. Và Khuê tin rằng triển lãm ngày hôm nay sẽ rất là thỏa mãn những người yêu thời trang. Khi mà quý vị bước vào không gian này, tất cả quý vị cảm giác như mình đang ở một cái khung cảnh ở châu Âu vậy. Không còn ở Việt Nam nữa. Và chúng ta sẽ đắm chìm ở trong đây với những bộ trang phục. Có thể là những bộ trang phục quý vị cũng đã thấy đâu đó rồi. Và cũng có những bộ trang phục mà Gucci đem về đây với những phiên bản đặc biệt, cùng với tất cả túi xách rồi trang sức rất là độc bản và cực kỳ đáng giá. Lần đầu tiên mà Gucci đặt mục tiêu là dành cho tất cả các khách quý của họ, những vị khách của họ có thể thỏa sức sáng tạo, cùng thể hiện cái cá nhân của mình, bản sắc cá nhân của riêng mình. Điểm nhấn trong triển lãm lần này là các thiết kế may đo độc bản nói riêng và thời trang cá nhân hóa cho nam nữ nói chung đến từ nhà Gucci. Hương Giang chào tất cả mọi người, ngày hôm nay Hương Giang rất là vui khi được có mặt tại một trong những sự kiện vô cùng độc đáo của thương hiệu Gucci. Khách hàng khó tính của thương hiệu và yêu mến thương hiệu Gucci tại Việt Nam có thể tới đây trải nghiệm, chiêm ngưỡng những sản phẩm vô cùng là tuyệt vời, cũng như là chọn cho mình, may đo cho mình, thiết kế cho mình những cái sản phẩm mang cái dấu ấn cá nhân riêng. Đó là một trong những cái dấu ấn rất là tuyệt vời của sự kiện Gucci High-End lần này. Hương Giang rất vui và vinh dự khi là một trong những celebrity đầu tiên của Việt Nam tham gia vào sự kiện lần này. Và Giang hy vọng rằng là sự kiện sẽ thành công và có thể Facebook cho thật là nhiều những vị khách hàng của Gucci những sản phẩm vô cùng tuyệt đẹp và đẹp mắt và đầy cá tính. Hà đang đứng tại cuộc triển lãm của nhãn hàng Gucci với rất là nhiều những trang phục độc đáo, những chiếc túi xách độc bản. Và có một điều rất là đặc biệt và Hà ấn tượng và Hà tin chắc là tất cả các khách hàng, những người yêu thời trang mà khó tìm size cho mình thì đây sẽ là một tin rất vui. Đó chính là với đội ngũ hơn 20 năm kinh nghiệm sẽ thiết kế riêng cho từng nhân vật một. Là quý vị có những cái form dáng như thế nào, thích kiểu mẫu ra sao thì đây là lần đầu tiên Gucci sẽ may đo và trang phục sẽ là độc quyền độc bản của chính mình. Và đặc biệt là trong những cái chiếc túi mà một lát nữa các bạn sẽ đi tham quan cùng với Hà ở đây thì đều được làm bằng da và những loại da vô cùng đặc biệt và mắc tiền. Nó sẽ tạo cho những cái bộ trang phục của mình nhìn trong giá trị càng cao hơn nữa. Và đây cũng sẽ là một tín hiệu vui cho tất cả chúng ta, những người yêu thời trang Việt Nam. Đó chính là tất cả những thương hiệu lớn họ bắt đầu và đang đổ bộ đến Việt Nam. Và chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến, được tận tay sờ chạm và sở hữu những cái món đồ mà nó thuộc vào độc bản của chính mình. Và bây giờ cùng theo chân Hà nhé. Có thể nói sự xuất hiện lần này của tứ sắc mentor mở màn hoành tráng cho chuỗi hoạt động triển lãm Gucci High-End đầy hào nhoáng và đẳng cấp. T-Production cũng hân hạnh là đối tác truyền thông triển lãm Gucci High-End lần đầu tiên tại Việt Nam.